Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em gửi đến các bác mẫu xe Format ZR Pro, một mẫu touring bánh to được trang bị cấu hình rất là cao, cấu hình full Shimano DOG, khung nhôm nước sơn nguyên bản. Đó là quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi nên là trên khung xuất hiện một vài vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Được trang bị cái bộ cọc yên của Ford và Vidong là đồng bộ của Ulo, là một hãng làm phụ tùng xe đạp rất là nổi tiếng. Đồ yếu trục giống của LG, nhặt đĩa LG và mây ư của Lovatec. Đây là bánh, này là bánh 26 inch. Trên tay lái cũng được trang bị đôi tay bấm Shimano DOG và phanh dầu của Shimano, không có giảm sóc. Mây trước cũng là của Lovatec. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phát là 56 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m59-60 đến khoảng 1m70 đi là phù hợp. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá là 7 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.